Vâng anh chị ơi, bây giờ mình xem cái các cái dòng bình hút lộc liên quan đến hoa sen anh chị nhé Thì em hôm trước ấy em có nói chuyện với cả anh chị rồi thì hôm nay em sẽ quay một loạt các cái đôi các cái bình hút tài lộc hoa sen cho anh chị xem nhé Đây là một chiếc bình hút tài lộc hoa sen với cái nền xanh thì nó rất rất thích hợp với các cái gia chủ có mệnh mộc, mệnh mộc rất hợp màu xanh các bác nhé hoặc là gia chủ mệnh hỏa mộc sinh hỏa sử dụng sử dụng một chiếc bình hút tài lộc màu xanh cực phù hợp luôn ngoài ra hoa sen là loài hoa cúc hoa của việt nam thì nó lại rất là trang nhã mà mình trưng bày nó không bao giờ lỗi mốt cả lúc nào nó cũng rất là đẹp các bác nhé thì em xin giới thiệu uh, chính xác cái đôi chiếc bình này thì là chiều cao thân bình là cả cái đế này của nó là 39 đến 40 phân các bác nhé uh, chiều riêng chiều cao bình nó là 35 phân đường kính của nó là 32 cm nhá chị xem này tất cả họa tiết này đều được vẽ vàng 100 phần trăm anh cái miệng của nó ủ uh, cái miệng của nó cũng được vẽ vàng hết anh chị nhé rất đẹp luôn ạ đó em giới thiệu luôn cho chị cùng với cả hơn 20 người cùng xem này chiếc bình hút tài lộc họa tiết là sen nền xanh rất là phù hợp cho khách hàng cho gia chủ mệnh mộc luôn hoặc là mệnh hỏa dùng rất là ok nhé chiều cao xin nhắc lại là cao cái bình cao của nó là 35 cm đường kính là 32 họa tiết vẽ hoa sen xanh rất thích hợp với khách hàng mệnh mộc mệnh hỏa thì cả tổng chiều cao cả đế của nó khoảng 39 cho đến 40 cm anh chị nhé trưng bày thì mình trưng bày ở đâu nhỉ ở trong tủ hốc này trong bàn làm việc này hay là quầy lễ tân này cũng rất là phù hợp nhé thì các bác nào ấy đang xem ở trên livestream cũng như đang xem video này thì cho em xin một like một share một đăng ký kênh các bác nhé để em cũng giới thiệu cho một người cũng như cho nhiều người cùng xem luôn một cái sản phẩm rất là đẹp của bên em để các bác có thể uh, chiêm ngưỡng cũng như là khi có nhu cầu thì liên hệ bên em Có hotline là 0918482 để mua nhé <laughs> em cứ giới thiệu chung như vậy thì giá thì bình thường em bán một chiếc bình như này là 4 triệu rưỡi các bác nhé nếu các bác mà có thiện chí mua thì bên em sẽ có giá fix cũng như là vận chuyển cho các bác cho phù hợp đây là tem nhãn đây, em có giá đây này, này. Em bán bình thường đấy tại cửa hàng là 4 triệu rưỡi anh chị nhá. Vẽ vàng kim 24k thì bây giờ mà khi các bác nào có nhu cầu ấy thì bên em sẽ thương lượng việc thứ nhất là ở gần ở xa bên em thể ship cho các bác miễn phí ship cũng như là đảm bảo chất lượng sản phẩm. Nhưng mà đầu tiên thì cứ quay cho các bác xem đã. Bên em bình thường là ít bán livestream thì uh, bên em sẽ uh, gần đây sẽ bán livestream nhiều hơn và đây là một cái video bên em có làm để cho các bác xem, ở uh, livestream cho các bác xem để các bác uh, có nhu cầu thì nhớ chốt thì liên lạc với bên em có số hotline em có ghim trên cái phần màn hình nhá anh chị nhé, 0918482648. Tại vì sản phẩm nó rất là đa dạng và nhiều thế nên anh chị chụp lại cái màn hình và báo lại bên em để bên em biết chính xác nó là cái mẫu nào và à, báo giá cho nó chính xác anh chị nhé. Thì à, tiếp theo thì em sẽ gửi cho anh chị xem một chiếc bình khác anh chị nhé. Vâng, nãy làm chiếc bình rất là to rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu một chiếc bình bé hơn. Chiếc bình này á có chiều cao thân bình của nó là 22 cm anh chị nhá. Đường kính là 21 cm. Họa tiết của nó là hoa sen này với cả một họa tiết là thuận buồm xuôi gió này với cái mà lời cầu chúc là mọi người làm ăn tấn tới thành đạt đi đâu về đó yên an toàn thuận buồm xuôi gió thì uh, chiếc bình này á có nền họa tiết làm nền màu xanh dương thì thích hợp với các bác mà có mệnh mệnh thủy các bác nhé họa tiết hoa sen một bên và họa tiết là thuận buồm xuôi gió một bên các bác có thể uh, lựa chọn cái mặt nào đặt ra phía trước cũng được làm quà tặng trang trí quả biếu cái chiều cao của cái nó thì chưa tính đế là 22 cm đường kính khoảng 21 20 thì cái quả này là dạng quả nhỏ cũng được vẽ vàng kim 24k anh chị nhé Vâng anh ơi, bên em có ship đi toàn quốc anh ạ, qua Viettel Tại vì bên em cái mẫu hàng nó nhiều, bên em không thể đặt mã được nhiều Thì bên em sẽ quay cho các bác xem, các bác nào ưng nào thì chốt hoặc là chụp lại ảnh màn hình Bên em báo giá rất là sát luôn à, Có thể thương lượng thêm cho các bác các bác nhé Đấy, bình này rất là đẹp luôn Họa tiết hoa sen cùng với cả thuận buồm xuôi gió em để sát hơn cho các bác nhìn này Đấy, thuận buồm xuôi gió này Đó, chiếc thuyền buồn phía dưới là sóng này Đấy, bên là hoa sen rất đẹp các bác nhé chiều cao chưa tính đế của nó là cao 22 cm đường kính khoảng 20 đến 21 cm anh nhé anh ngắm đi ạ à. bên em có chuyển về phú thọ anh chị ạ à. bên em chuyển về theo thì đi đâu cũng được anh chị nhé yên tâm là nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán thế nên là các bác mà có chốt ý thì bên em sẽ quay lại một cách cụ thể các cái điểm trên sản phẩm ví dụ mà có lỗi hoặc là có những cái một số nhỏ ấy, bên em cần chú ý bên em cũng sẽ liệt kê luôn cho anh chị cùng xem để anh chị biết là cái tình trạng sản phẩm tại vì cái hàng gốm xứ này nó không giống như các cái hàng mà điện tử <laughs> thỉnh thoảng nó có một vài chấm nhỏ thì nó cũng không được gọi là lỗi ví dụ như là lỗi là gì là nứt là sứt là vỡ chẳng hạn thì mới coi là lỗi còn bình thường thì không được tính là lỗi nó chỉ một số cái điểm nhỏ nhỏ ví dụ lem nét vẽ một chút thôi hoặc là chấm men một chút thì không tính là lỗi nhưng mà bên em cũng sẽ thông báo lại những cái điểm đấy để anh chị có thể cùng xem chiếc bình này thông thường bọn em bán khoảng một triệu rưỡi anh chị nhé các sản phẩm bên em đều có đế anh ạ anh phúc ạ bên em đều có đế kèm theo luôn bây giờ em để một cái đế mẫu đây để em đặt sản phẩm lên thôi còn các cái sản phẩm có sẽ có đế nó nó vừa với cả cái sản phẩm anh chị nhé yên tâm ạ Để em giới thiệu hai mẫu một chút nữa em sẽ quay trở lại và giới thiệu thêm các cái mẫu khác cho anh chị xem anh chị nhé. Anh chị chờ em trong giây lát. Vâng em quay lại rồi đây ạ. Anh chị ơi, vừa nãy là em có giới thiệu cho anh chị các cái mẫu bình hút tài lộc hoa sen với nền xanh lá này, nền xanh dương này thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị một nền màu vàng. Màu vàng thì rất thích hợp với gia chủ mệnh thổ anh chị nhé. Họa tiết của nó cũng là họa tiết sen Thì em giới thiệu cho anh chị là toàn họa tiết sen trong ngày hôm nay thôi Trong clip này này Thì toàn các loại họa tiết sen nhưng với màu khác nhau anh chị nhé Với cả cái giá khác nhau Với chiếc bình này á Thì chiều cao của nó là khoảng 30cm Chưa tính đế anh chị nhé Đường kính khoảng là gần 30cm anh chị ạ Khoảng tầm 28-29cm Tất cả các loại này thì bên em đều vẽ vàng 24k anh chị ạ Để nó tăng cái sự sang trọng khi nó quay nó sẽ tạo cái độ bóng hơn Em sẽ zoom lại cho anh chị xem nhé Em zoom bằng tay đó Nó rất là bóng và đẹp luôn Họa tiết hoa sen này Chim bói cá này Đấy, Các cái vệt bút tạo nên cái cái điểm nhấn rất là đẹp luôn Như kiểu vân gỗ anh chị nhé Lá sen này Hoa sen này Vẽ vàng nhé Rất là bóng ạ Chiếc bình này thông thường bên em đang bán 4 triệu một bình anh chị nhé Với anh chị nào đang có nhu cầu thì bên em có thể uh, Fix thêm bớt giá cho anh chị nhưng mà anh, anh chị nhớ cái chiếc bình. bình này bên em thông thường là bán 4 triệu thì bây giờ em sẽ bán cho anh chị bao nhiêu ạ à, ba triệu 2 free ship anh chị nhé anh chị nào đang xem video này ấy, thì nhớ nhá em bán chiếc bình này 3 triệu 2 free ship cho anh chị em bán theo từng bình khác nhau giá khác nhau anh chị nhớ theo dõi nhé à, không lại bảo là bên em là không có báo giá bên em có báo giá đấy nhưng nhiều lúc á nhiều lúc anh chị không để ý hoặc xem không hết 3 triệu 2 bình này anh chị ạ à. Chiều cao là khoảng 30cm anh chị nhé Đường kính nó khoảng 28-29cm Thì anh chị nhớ theo dõi Cụ thể hơn về các cái mẫu như thế này Đó Vâng em đang xem một chút comment Vâng vâng chào anh ạ Chào anh Trường Nguyễn Vâng bình này bên em có ship đi Nam Định anh chị ạ à. Bên em ship Viettel đi Nam Định thoải mái anh chị nhé anh chị có thể để trong tủ ô lỗ tủ hốc này trưng bày tại uh, bàn làm việc này để ở uh, ban thần tài thậm chí các cái ban thờ lớn anh chị để ngay trên ban thờ cũng ok đó hoặc là để trên sập nhé anh chị nhé nhiều bác là bên em để vào trong các cái tủ ô lỗ mà hay để ở cầu thang ấy. nó rất là đẹp mà một cái nữa là anh chị có thể sử dụng để làm quà tặng quà biếu rất ok anh chị nhé cái đế này bên em sẽ chọn cho cái đế cho anh cái đế mà nó phù hợp anh chị nhé cho nó vừa bằng Còn bây giờ em để nó rộng ra một chút để em đặt các cái bình khác cho nó dễ anh chị ạ Em xin nhắc lại cái bình này Bên em đang bán giá 3 triệu 2 anh chị nhé Họa tiết là sen với cả trên nền vàng Thích hợp cho gia chủ mệnh thổ Đó các bác nào yêu thích màu vàng này Nó vàng từ cái nền này hoặc là cái vàng kim này luôn Nó rất là bóng nhé Họa tiết rất đẹp luôn Anh chị xem đi ạ Hôm nay em sẽ giới thiệu toàn những các cái mẫu liên quan đến hoa sen thôi để cho anh chị xem nhé các mẫu lớn bé khác nhau. Vừa nãy em có giới thiệu hai bình rồi. Một bình là nền xanh lá cây, một bình là bình nhỏ như này này, xanh da trời này. Đó. Nhỏ xanh da trời còn lớn thì xanh lá cây. Bình này là nền vàng. Em sẽ chịu khó đăng các video này lên hơn cũng như là livestream nhiều hơn cho anh chị xem anh chị nhé. Bình này giá 3 triệu 2 anh ạ Anh Trường ạ Giá 3 triệu 2 anh chị ạ Bên em có rất nhiều bình khác Nhưng hôm nay em sẽ dụng toàn cái bình hoa sen thôi Tại vì mùa hè cũng sắp qua rồi Mùa thu sắp tới thì bên em bán các cái bình hoa sen coi như là lưu giữ những cái kỷ niệm của mùa hè anh chị nhé Rất đẹp luôn Các bác anh chị nào ấy mà <laughs> Hay quan tâm Phật Pháp ấy, Thích hoa sen thì cũng có thể chọn những chiếc bình như này anh chị nhé Bây giờ em sẽ quay rất là nhiều những cái video như này cho anh tương tác hơn cho anh chị xem. Vâng. Vâng em chào chị Hoa. Vâng chị ơi các cái bình này thì có các cái chiều cao cơ bản như sau này nó cao khoảng hơn 20 cm này, khoảng 25 này, 30 35 những cái bình to nhất nó khoảng đường kính à, cái chiều cao nó khoảng 40 cm anh chị nhé Các cái chiều cao này bên em chưa tính đế anh chị ạ, à, đến khoảng 5 cm nữa. Ừ, rất là to anh chị nhá. Nếu một số anh chị chọn các cái mẫu mà cỡ có chiều cao 40 cm thì nó rất to nhá, cả đấy là 45. Đường kính của nó cũng khoảng à, 30 mấy đấy, nó cũng to đấy, cũng nhỏ đấy anh chị nhá. Một số anh chị là nghĩ là nó nhỏ nhưng thực tế nó không nhỏ đâu, khi đặt về mình nhìn mới thấy nó to. Rất nhiều người ấy cũng đi sang bảo ối sao xong trông to thế. <laughs> Và vâng, em nhắc lại một lần nữa, chiếc bình này cao à, chưa tính đế là 30 cm, đường kính khoảng 28 29 cm. À, họa tiết là hoa sen trên nền màu vàng, rất thích hợp với gia chủ mệnh thổ có thể làm quà tặng cổ biếu tân gia uh, quà tặng cuối năm này quà tặng uh, cho khách hàng này vân vân có thể in đến logo tùy tùy chọn của anh chị lên đây giá 3 triệu hai anh chị nhá hàng vẽ vàng 24k bên em báo giá trên video anh chị nào xem video thì xem giá trên video thôi tại vì thực tế đấy <laughs> em là thích giá trên video cho nó dễ Tại vì sản phẩm thì có một vài chiếc thôi cũng không có nhiều trên cùng một mẫu đâu. Thành ra sẽ em quay thường xuyên các mẫu khác nhau cho anh chị xem anh chị nhé. Em hơi ho một chút thì cảm phiền anh chị thông cảm. Em sẽ quay một chiếc bình khác cho anh chị xem nhé. Cũng hoa sen luôn. Hoa sen màu xanh ngọc nó hơi khác màu xanh vừa nãy một chút. Vâng, đây là cũng là một chiếc bình màu xanh anh chị nhá. <laughs> đây là một chiếc bình màu xanh. Và cũng là họa tiết hoa sen đây. Rất là cụ thể đúng không ạ? Tổng chiều cao nó khoảng 40 cm anh chị nhá. Nó là giống cái bình trước nhưng mà nó khác một chút là nó có cá coi. Bình này có cá coi, có cặp cá coi ở đây. Họa tiết thì vô cùng là đẹp luôn, nền 3D luôn anh chị nhá. Đó, em sẽ quay gần lên cho anh chị xem này. Rất đẹp đúng không ạ? Men xanh ngọc nhá. Đấy cực đẹp luôn. Bình này em đang đang để giá limit tại cửa hàng là 4 triệu rưỡi anh chị nhá. 4 triệu rưỡi. Thì anh chị nào có cái nhu cầu ấy. Vâng vâng em chào anh. Em chào anh Long Đặng. Vâng, bình đẹp anh ạ. Bình rất là mịn nhá, bề mặt rất là sáng bóng luôn. Họa tiết thì vẽ full màu cực đẹp luôn, nổi 3D, cảm giác là nó rất là thật. Họa tiết có cặp cá coi này. Hoa sen này được phủ đều luôn. Màu xanh này cũng rất thích hợp các bác mệnh mộc mệnh hỏa nhá các bác nhá. Hôm nay là chỉ có live show của hoa sen thôi các bác nhá. Các bác nào đang xem thì nhớ <laughs> like video cũng như là chia sẻ. Video giúp em. Sau em sẽ livestream nhiều hơn cho các bác xem. Chiều cao của nó là cả đế là 40, chiều cao không có đế là 35 đường kính nó khoảng từ 30 đến 32 cm nhé có thể đo nó chênh lệch một xíu anh chị ạ à. rất đẹp luôn các bác mang đi tặng thì cực hợp nhá các bác mang đi tặng cho những người gia chủ mệnh mộc hoặc mệnh hỏa thì cực phù hợp nhé bác nhá nhất là những ai thích cá coi nữa thì ngoài cá coi mình chơi trong bể ra có thể chơi luôn trên chiếc bình hút tài lộc như này bình hút tài lộc thì có dáng bóng tròn miệng nhỏ miệng cổ nhỏ miệng le ra có khả năng kích tài thu lộc mang lại cái may mắn cho gia chủ thì các bác các anh chị nào ấy cầu tài cầu lộc thì nên có một chiếc bình trong nhà dùng trang trí cũng như là sử dụng cho tác dụng phong thủy anh chị nhé. chị vâng. Vâng chào anh Hòa. Bên em có bình bát mã, các bình về ngựa cũng có, bình về gà có anh chị nhé. Bình về rồng phượng có hết nhưng hôm nay em sẽ giới thiệu toàn những cái hàng liên quan đến uh họa tiết của hoa sen thôi cho nó đồng bộ chị nhé thì bên em cũng đã làm vừa nãy cũng gửi <laughs> hai bình rồi thì sau một lúc em quay lại em sẽ hôm như thế này là bình uh, bình thứ hai trong cái đợt này rồi bình đầu tiên là bình cũng màu xanh như thế luôn anh chị nhá bình màu xanh như thế nhưng không có cá coi chị ạ à. không có cá coi bình này thì có cá coi đây anh chị nhá bình này không có cá coi này bình kia thì có cá coi anh chị ạ Bình này làm thủ công anh chị nhá, làm thủ công 100% luôn. Vẽ vẽ thủ công 100% luôn anh chị nhá. Tất cả những phần viền này, này đều là vẽ vàng. Cực bóng và đẹp luôn anh chị ạ. Nhiều lúc trên video nó không thể hiện rõ đâu. Đó, em quay sát lại cho anh chị xem này. Lúc này mới thấy cái khi mà nó di chuyển cái ánh nó sẽ rất là đẹp anh chị nhá. Đó. Bình này thông thường em đi 4 triệu rưỡi anh chị ạ. <laughs> Anh chị nào mới có sực Sợ... vâng có bớt giá không vâng bình này là bên em bán bình thường bốn triệu rưỡi nhưng có thể bây giờ em sẽ bớt giá khoảng ba triệu rưỡi anh chị ạ ba triệu rưỡi anh chị nhé bình này em chốt giá ba triệu rưỡi anh chị nào có nhu cầu thì nhớ liên lạc bên em em có để giá trên sản phẩm rồi đây bốn triệu rưỡi nhưng mà thích anh chị ở xa cũng như là qua video thì bên em để giá ba triệu rưỡi cho anh chị xem nha anh chị nhá. Anh chị nào ưng 응, thì nhớ liên lạc bên em Giá này là cực đẹp luôn rồi đấy Sau đó em sẽ quay các bình khác cho anh chị xem Vâng giá của hàng thủ công nó có thay đổi anh chị nhá Thực ra là hàng thủ công mà nếu anh chị yêu thích như thì em có thể để cái giá theo, theo theo từng người luôn Ví dụ em thích anh này hơn em để giá tốt hơn Anh thích chị kia hơn vì chị thoải mái, chị chat chít vui vẻ em cũng có thể bớt giá anh chị nhé cái giá hàng thủ công nó không như giá hàng à, liên quan đến đồ công nghệ hay là cái giá mà có fix sẵn đâu cái giá này có thể à, thay đổi yêu thương theo tình từng người luôn bác nào mà thoải mái tinh thần thoải mái mua bán nhanh gọn bên em có thể bớt giá rất là sát nha anh chị nhá em xin nhắc lại bình này có giá 3 triệu rưỡi cực đẹp luôn thực ra giá này cực ok luôn tại vì trước đây em bán những cái bình mà họa tiết đơn giản hơn rất là nhiều đã khoảng 3 triệu rồi bình này để giá 3 triệu rưỡi là cực đẹp luôn anh chị nhá vẽ cá coi luôn hoa sen họa tiết là phù hợp với các bác gia chủ mệnh mộc mệnh hỏa vô cùng là đẹp luôn em cũng ít livestream ra livestream em để cái giá nó cực kỳ là thoải mái luôn anh chị nhé để anh chị xem làm sao cho phù hợp nhất em quay gần hơn anh chị xem một lần nữa này đó anh chị nào chốt giá thì nhớ liên lạc với bên em sớm nhá vâng đẹp không ạ quá là ok luôn mang trưng bày thì tuyệt vời luôn anh chị nhá trưng bày tuyệt vời luôn Giá này cực đẹp rồi anh chị ạ. <laughs> vâng em đang xem inbox của mấy bác đây, đang đang xem tin nhắn của mấy bác. Ở Đồng Nai cửa hàng không bên anh ơi, bên bên em không không có cửa hàng Đồng Nai nhá, bên em làm trực tiếp tại xưởng cũng như là bán luôn tại xưởng. Không ở Đồng Nai không có chi nhánh đâu, tại vì nhiều bác ở nơi hỏi là ở có chi nhánh ở đây ở kia không thì bên em không có khả năng để làm chi nhánh ở tất cả các nơi các anh chị nhá thường thì các bên gốm hoặc là bên tất cả bên nào người ta làm mạnh ý. người ta cũng chỉ làm chi nhánh ví dụ hà nội sài gòn thôi miền trung là đà nẵng chẳng hạn nha trang chứ cũng không làm được tất cả các địa điểm đâu anh chị nhá tại vì để duy trì một cái cửa hàng nó rất là khó bán luôn tại gốc cho anh chị xem luôn cho nó dễ bày một cửa hàng không hề đơn giản đâu à, riêng mặt bằng các thứ đã xong cộng thêm hàng hóa nó vài tỷ ở đấy nó không hề đơn giản anh chị ạ à. lúc đấy mình không duy trì được vâng em sang một mẫu nữa trong cái video này cho anh chị xem nhá một cái bình màu đỏ đi cho anh chị xem. Vâng, đây là chiếc bình hoa sen với cái nền của nó là nền đỏ nhé, thích hợp với các bác mệnh uh, mệnh hỏa này. Các bác mệnh hỏa thích có nền đỏ, thích nền đỏ này tươi tắn này. Đỏ này là đỏ thẫm một chút nha, nó hơi huyết dụ anh chị ạ. Họa tiết này như thế này anh chị sẽ nhìn này. Cái phần vàng của nó sẽ bóng hơn rất là nhiều. Nó sáng hơn rất là nhiều so với cả cái 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 cái, trên cái nền kia. Tại vì trên video ấy nó không thể hiện rõ được uh, cái độ đẹp của sản phẩm giống như mắt thật thôi anh chị nhé. Nhìn thật nó sẽ khác hơn đấy, nó sẽ đẹp hơn đấy. Đây như anh chị nhìn này. Bình này của nó cũng chiều cao 35cm nhé. Nó đồng giá với cái bình kia Thông thường bọn em niêm yết là giá 4 triệu rưỡi Nhưng mà trên video này bên em bán giá 3 triệu rưỡi cho anh chị nhá trên video này thôi em chỉ để em chỉ xác nhận trên video này thôi nhá còn tất cả lúc khác em bán em không không nói giá chính xác theo từng địa điểm đâu từng thời điểm đâu tại video bên em là bây giờ là đang là ngày 19 tháng 19 tháng 8 dương lịch thì bên em báo giá theo cái cái ngày hiện tại thôi cái giá sản phẩm về ví dụ như video này bên em có đăng lên đi nữa thì trong năm sau có người hỏi giá nó sẽ khác anh chị nhá nó không phải là giá như thế này đâu nó còn ga tăng đất tăng hoặc nhân công nó thay đổi thế nên giá nó thay đổi anh chị nhá giá bây giờ em đang niêm biết là giá bán cho khách là 3 triệu rưỡi anh chị nhá họa tiết là cực đẹp luôn còn giá bình thường ở cửa hàng là 4 triệu rưỡi đấy anh chị biết không ạ ba triệu rưỡi là bên em bao ship rồi cũng như tặng đế rồi nhá cái đế xoay này là chưa có đâu anh chị nhá đế xoay em trưng bày sản phẩm thôi một số anh chị bảo là trên hình có nhưng trên hình có, có có, cả em nữa này có cả bình đường sau này thì nếu mà trên hình thì nó rất nhiều em chỉ giới thiệu là chiếc bình này và cái đế gỗ như này bên em giá bán giá 3 triệu rưỡi tổng chiều qua là khoảng 40 cm anh chị nhé đường kính khoảng 30 đến 32 cm đấy ạ bên em báo giá như thế anh chị xem cái sản phẩm hoa sen này thích hợp với các bác mệnh hỏa nhé kim sinh uh, kim sinh thủy này thủy sinh mộc mộc sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim đó Đấy, hỏa sinh thổ các bác mệnh thổ dùng ok nhé cái màu này cho các bác mệnh hỏa mệnh thổ rất là ok nhé các bác nhé các bác có nhớ chọn lựa cái màu cho theo theo cái bản mệnh hoặc là theo cái phần tương sinh tương khắc chọn tương sinh ví dụ mình mệnh hỏa mình chọn những cái màu ngoài cái màu đỏ ra mình nên chọn màu xanh lá đó màu bản mệnh là mệnh hỏa là màu đỏ nhưng cái màu tương sinh ra nó của mệnh mộc mộc sinh hỏa thì chọn màu xanh lá cây rất ok các bác nhé chứ không nhất thiết lúc nào cũng phải đỏ rực lên đâu tại vì tủ quần áo toàn đỏ không cũng rất rất là gì mình có thể thay đổi nhưng tất nhiên là cái tủ quần áo của mình nó sẽ có nhiều màu tươi sáng màu cam màu đỏ thì sẽ đẹp hơn nó sẽ hợp hơn và ngoài ra thì như em mạnh hỏa mới có thể mặc cái màu đen đi đó chứ nếu mà cái gì cũng căn ke như thế thì sẽ không mặc không có thời trang đâu các bác nhá nó vẫn có thay đổi đấy nó sẽ có màu chủ đạo thôi cái gì nó cũng phải hòa hợp kim mộc thủy hỏa thổ lúc đấy nó mới đẹp chứ không phải là cái ai mệnh gì mặc đúng cái mạnh đó thì nó cũng 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 không, không có thời trang đâu nó sẽ không đẹp mình uh, tủ quần áo của mình nó cũng nên phối đồ thay đổi một chút nó sẽ đẹp hơn các bác nhé em xin nhắc lại cái bình này á, tổng chiều cao là 40 cm đường kính khoảng 30 mươi 32 họa tiết hoa sen trên nền đỏ thích hợp với các bác mệnh hỏa cũng như là mệnh thổ đấy thế nên các bác cân nhắc tất cả họa tiết này của em vẽ vàng nhá vẽ vàng nhá các cái họa tiết nét này này cũng vẽ vàng hết các bác nhá phủ nét luôn cho các bác xem đấy cực nét luôn với em quay trực tiếp bằng điện thoại cho các bác yên tâm về cái màu sắc tuy nhiên là cái màu sắc trên video nó sẽ không nó sẽ không thực thực mắt bằng các cái màu sắc liên quan bằng bằng sử dụng mắt thường để nhìn đó anh chị nhé nên anh chị có điều kiện thì sang bên em bên em đang hiện thời để giá trên video này là 3 triệu rưỡi 3 triệu 500 đã bao gồm một thân bình và một đế bao ship bác nào chốt thì nhắn lại qua tin nhắn cho bên em để chốt lại gồm có tên địa chỉ số điện thoại là bên em có thể ship cho các bác rồi nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán bên em ngoài cái việc là các bác chốt đơn thì bên em sẽ quay lại trực tiếp lại cái sản phẩm cuối cùng để các bác chốt đấy ngoài ra nếu các bác ok bên em sẽ ký luôn vào cái phần miệng này là các bác đã chốt cái sản phẩm này đó tại vì sản phẩm bên em nó có thể biến tấu một chút cũng là màu đỏ này cũng là hoa sen nhưng họa tiết nó thay đổi một xíu thôi có cái đài hoa này hoặc à, có đài có ví dụ như, này đi cái cái hoa này là chính cũng nói nhá hoa này là chính cũng nói nhá nhưng ví dụ có cái này hay không ấy thì ví dụ một số cái sản phẩm nó có sản phẩm nó không đấy thành ra sẽ phải là ký luôn vào cái sản phẩm để chi ra cho các bác các bác yên tâm luôn được chưa ạ vâng vâng em chào anh nguyễn trung trực vâng ạ anh ơi anh có thể like xe video cũng như đăng ký kênh để bên em có có cái động lực làm video mới nhé, cũng như livestream nhiều hơn anh chị nhé vâng anh anh ơi, bình này giá 3 triệu rưỡi anh ạ. Bình thường em nên biết giá 4 triệu rưỡi nhưng mà hiện thời em sẽ bán giá 3 triệu rưỡi cho anh chị. Xem trên video nhé. 3 triệu rưỡi bao gồm một thân bình như này, cao 35 cm, cả đế là 40 xăng nhé. Chưa tính đế xoay điện này đâu anh chị nhé. Đế xoay điện bên em có bán anh chị nhé, nhưng hiện thời em đang báo giá là bình với đế đế gỗ thôi. <laughs> anh chị nào có nhu cầu về các cái bình hút tài lộc này, kể cả số lượng lớn bên em cũng đáp ứng luôn nhé. Đến giờ em đang bán với giá này giá lẻ cho từng khách chơi thôi Còn các bác nào mà làm công ty mà có nhu cầu tặng 5 đến 10 bình thì em có giá tốt hơn cho anh chị nhé Tất nhiên là giá nó phải phù hợp theo với cả số lượng nữa In ấn logo đàng hoàng tử tế anh chị nhé Thông thường bên em uh, bán sẽ vận chuyển qua đường Viettel sẽ sử dụng các hộp xốp anh chị nhé Nếu anh chị nào có nhu cầu quà tặng thì bên em sẽ có cái hộp xi si lót lụa đẹp để anh chị uh, làm quà tặng Nhưng mà anh chị nhớ phải thông báo cho em về các cái nhu cầu thì nếu mà sử dụng hộp xốp nó sẽ an toàn hơn nếu mà sử thêm cái phần uh, hộp uh, kia thì đến nơi có thể nó sẽ bị hỏng mất cái hộp kia nữa cái hộp quà tặng ấy thì em cũng nói trước luôn tại vì cái hàng này hàng gốm xứ mà di chuyển nó cũng dễ uh, móc méo cái, cái cái phần hộp thì em cũng nói luôn để anh chị biết vâng vâng thì em đã giới thiệu trong cái video này em đã giới thiệu cho anh chị là năm cái năm cái bình hút tài lộc rồi với các cái màu liên quan cho mệnh thổ này cho mệnh mộc này cho mệnh hỏa cũng như mệnh thủy rồi mệnh kim thì mình uh, thổ sinh kim anh chị chọn các cái màu liên quan đến vàng là ok nhé hoặc là trắng đây em giới thiệu nốt một chiếc bình nữa cho anh chị xem này để anh chị biết là cái mệnh kim dùng cái loại nào này Vâng mệnh kim anh chị chọn màu trắng này đi Màu trắng là chủ đạo anh chị nhé Hoa sen trên nền à, trắng này Bình này thì có chiều cao cả đế nó khoảng là à, không có đế nó là khoảng 35cm Chưa đế nó là 30cm anh chị nhé Cao 30 chưa đế và có đế là 35 Họa tiết là hoa sen trên nền trắng này vẽ bằng các cái họa tiết vẽ bằng kim này Rất bóng đúng không ạ? Đây này bóng chưa? Đấy nó di chuyển với thấy độ bóng anh chị nhé Đấy rất đẹp luôn nhé anh chị nhé vâng em chào anh Phương anh Phương ơi vâng vâng anh ơi bên em bán cái bình hút tài lộc thì bán rất lâu rồi nhưng mà thông thường bên em bán uh, trên Facebook, Zalo, website vân vân ít khi livestream lắm chủ hình là chính thôi livestream thì, thì gần đây thì theo xu hướng bên em có livestream nhiều hơn làm video nhiều hơn các anh chị nhớ xem video cũng như là đăng ký kênh giúp bên em nhá bây giờ em bán cái bình này bao nhiêu ạ bình này em chốt giá là À nhiêu ạ? Bình thường là là 3 triệu rưỡi ạ. Bình thường là 3 triệu rưỡi cái bình này. Em bán bình này hiện thời trên video là 2 triệu rưỡi anh chị nhé. 2 triệu rưỡi bao gồm một thân bình và một đế, đế gỗ. 2 triệu rưỡi anh chị nhé. Hoa sen vẽ chi chít chẳng chệt luôn. Vàng vẽ rất là nhiều luôn. Đó, 2 triệu rưỡi một chiếc bình như này với chiều cao 30cm, đường kính khoảng 20cm đường kính khoảng 27 27 cm anh chị nhá. 27. Cái đo này bên em đo áng chừng thôi, không chính xác 100% đâu anh chị nhá. Vâng, vâng anh ạ. Quay sát cho anh xem này. Cho các bác mệnh kim luôn nhá. Các bác mệnh kim thì chú ý theo dõi ạ. Các bác mệnh kim chú ý theo dõi nền thì nền trắng ạ. Họa tiết hoa sen vẽ bằng kim. Quá là tuyệt vời đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Bên em có cả Facebook lẫn YouTube anh ơi. Zalo cũng có luôn, các anh chị lưu hotline của bên em là 0918482648 nhé. Tại vì em livestream thì có chốt tất cả là đều qua số điện thoại này. Giá thì em niêm yết trên livestream hoặc là trên video cho anh chị xem hết rồi. Thì anh chị cứ theo cái video đấy mà làm việc thôi. Còn giá cả nếu có fix hơn nữa thì bên em tùy theo cái gần xa hoặc là 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 bớt giá cho anh chị theo từng người thôi. Anh chị nhá. bình hút tài lộc để đâu ạ? À? Bình hút tài lộc thì để ở các cái tủ ô lỗ trang trí trong gia đình này, để ở trên két này, để ở quầy lễ tân này, quầy thu ngân này, mang làm quầy biếu quà tặng này, để ở chỗ ban thần tài này, rất là nhiều chỗ anh chị nhé. Để được nhiều nơi mà trang trí rất đẹp luôn, ngoài cái cái ý nghĩa tâm linh là thu hút, thu hoạch, thu tài kích lộc mang lại may mắn cho gia chủ thì làm món quà tặng cũng rất là phù hợp anh chị ạ à. in ấn logo cực đẹp luôn bây giờ em thể in ấn logo trên các cái nền trên cái cổ như này phía trên này nữa để làm quà tặng ví dụ công ty là bách hợp tặng khách hàng cuối năm mỗi một khách hàng mà có doanh thu khoảng từ vài trăm triệu một tháng hoặc là doanh thu năm một vài tỷ chẳng hạn ví dụ kiểu như thế thậm chí là các cái bên vật liệu xây dựng ấy họ làm quà tặng với khách hàng mà có nhu cầu mua vật liệu xây dựng nhiều với số lượng cái đơn hàng bao nhiêu đấy họ sẽ tặng một cái bình như này chẳng hạn đó đấy cũng là một cái cách để họ làm quà tặng cho khách hàng bên em cũng làm nhiều như thế rồi cho các cái bên làm vật liệu xây dựng cũng như là bên làm cám vân vân anh chị nhá vâng em xin nhắc lại ạ chiếc bình như này ạ chiều cao là cả đế của nó là 30 40 cm 40 cm anh chị ạ 35 cm riêng bình là 30 cm anh chị nhá họa tiết là hoa sen trên nền trắng tất cả vẽ được được vẽ hoa họa tiết 100% là vẽ tay ngoài ra được phủ một lớp vẽ vàng 24k cao cấp rất bóng và sáng đẹp rất thích hợp với các bác mệnh mệnh uh, kim đấy các bác yêu thích các bác mệnh kim yêu thích cái bình hút tài lộc như này thì nhớ liên lạc bên em để bên em tư vấn thêm cũng như là giá cả chốt cuối cùng cho các bác đấy giá cả em tất cả em đọc nãy giờ rồi các bác nhớ lưu lại cũng như chụp lại ảnh màn hình để báo giá để để báo lại bên hotline bên em nhé để bên em chốt lại cho các bác một chiếc bình cực đẹp luôn Vâng bác ơi Vâng chào bác Ngọc Bác ơi bác nhớ à, Đăng ký kênh giúp bên em nhé Để bên em ra những video mới thì các bác nhận được Để xem thêm các cái bình Ngoài cái bình hút tài lộc ra bên em bán các cái lục bình đằng sau như này Chiều cao 1m2, 1m4 cũng như 1m5, 1m6, 2m v, v. Mets, 2m ít hơn 1 8 2m ít Nhưng các bác có nhu cầu bên em vẫn có nhé Nhưng có thời gian nó lâu một chút Giá nó khoảng từ hơn 5 triệu cho đến 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu đều có các bác nhá. Cụ thể em sẽ gửi hình ảnh cũng như video cho các bác sau mà video bên em có làm trên YouTube rồi đấy các bạn. Đó các bác xem video thì sẽ thấy. Và liên lạc với hotline để bên em chốt giá nha các bác nhá. Vâng. Vâng em cảm ơn bác lần trước bác mua rồi. Vâng. Vâng vâng bên em sẽ bớt giá cho các bác khách hàng thân thiết cũng như đã mua các bác mua rồi thì nhớ liên lạc qua Zalo 0918482648 nhé Đấy là Phương vợ em các bác nhé Để bên em bác để vợ em có thể chốt giá cho các bác Cái giá phù hợp nhất cho từng người Còn về cơ bản thì bên em Em quay video nhiều hơn bên em chốt giá Đó Thường là chốt giá sẽ qua số hotline anh chị nhé, còn giá bây giờ em đề xuất giá như thế và chốt như thế Các bác xem video thì theo cái giá mà đấy mà làm ạ còn ví dụ các bác không nói là xem video rồi mà bên em có thể giá cao hơn đấy là chuyện bình thường các bác nhé ví dụ một bác là không xem video mà hoặc là xem video không biết ý, không hết ý, mà gọi điện thoại cho bên em ví dụ vợ em báo giá nó có thể cao hơn một chút em làm fix giá trên video rồi bên em thì việc ai người đấy làm thôi tất nhiên nhiều lúc nó không thể đồng bộ hết được nhưng mà em vui em có thể bán bớt giá cho các bác thì giá các bác xem video làm việc các bác nhé em ơi ở lâm đồng có chuyển không bên em có chuyển anh nhá Lâm Đồng bên em chuyển tất. Chỉ cần các bác có nhu cầu và các bác có số điện thoại, địa chỉ bên em chuyển qua Viettel các bác nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán, rất đảm bảo các bác nhá. Vâng, video bên em làm nhiều rồi, livestream cũng tương đối một khoảng thời gian rồi. Thì rất mong các bác có thể là đăng ký kênh cho bên em cũng như là 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 uh, comment. Đấy, chốt giá thì liên hệ qua hotline của bên em rồi. Vâng, để uh, lần sau bên em có video mới thì các bác xem được nhanh hơn, ngoài cái bình hút tài lộc ra bên em bán các loại ấm chén nữa thì hôm sau em sẽ quay ấm chén nhiều hơn cho các bác nhé vâng xin chào hẹn gặp lại các bác nhé xin chào các bác